Xin chào tất cả các chị em, mình là Ngoan đây. Hôm nay Ngoan sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách làm sao để bán được nhiều hàng trên Facebook. Bởi vì có rất là nhiều bạn hỏi Ngoan như sau là: chị ơi, làm sao em bán được nhiều hàng trên Facebook? Em đăng hoài mà chẳng có người mua. Thì hôm nay Ngoan sẽ hướng dẫn cho các bạn nha, có 5 bước như sau. Thứ nhất là chúng ta phải làm cho khách hàng là biết, thích, tin, mua và mua lại nhiều lần. Như các bạn biết đó, trên Facebook thì khách hàng đã rất là không biết bạn là người như thế nào, thì các bạn phải làm thay cái avatar của mình, cảnh đại diện của mình là cảnh của mình chứ không phải là những cảnh khác nha. Hoặc là Ngoan thấy là rất là nhiều bạn hay để những cái hình mà như là về cây cối hay là hoa cảnh, thì không thì khách hàng sẽ không tin tưởng, cái độ tin tưởng của khách hàng không có đối với mình. Bởi vì trên Facebook thì chúng ta làm sao phải là hình của mình thật, rất là thật. Hay là các bạn thường đăng, các bạn nên đăng những cái hình ảnh như là con cái hoặc là gia đình hoặc là bản thân mình, thì cái Facebook của mình nó sẽ thật hơn. Do đó thì khách hàng, khi mà khách hàng xem Facebook của mình thì khách hàng có cái độ tin tưởng, là khách đó là cái độ biết về mình ha, là cái thứ nhất là biết, thích là cái thứ hai là thích. Bước thứ hai là chúng ta làm cho khách hàng thích mình. Có rất là nhiều cách. Ví dụ như những bạn nào mà họ thường hay có tài lẻ đi, thì chúng ta làm những cái tài lẻ của mình, như là có một số bạn thì chúng ta có khả năng quay video diễn hài, thì chúng ta cũng làm cho khách hàng cảm thấy là thích và họ được giải trí hơn. Hoặc là những bạn mà có cái khả năng như là nấu ăn, thì chúng ta cũng có thể là đăng lên làm kích thích mọi người, hoặc là chúng ta làm dạy họ nấu ăn gì đó thì cũng làm cho khách hàng thích. Đó là bước thứ hai là bước thích. Bước thứ ba là biết, thích, tin. Để khách hàng tin mình á, thì các bạn hãy là người trao giá trị trước, là chúng ta đăng những cái bài mà chia sẻ về cái vấn đề mà khách hàng quan tâm thôi. Đây là khách hàng quan tâm thôi, thì những cái vấn đề mà những khách hàng của mình quan tâm, ví dụ như là về các bạn mà bán về cái sản phẩm làm đẹp á, thì chúng ta phụ nữ mà thì chúng ta cũng hay thích làm đẹp, thì chúng ta đăng những cái bài mà về chăm sóc da hay là dưỡng tóc này kia, những cái bài hoặc là chăm sóc con làm sao, hoặc là làm sao để cho chồng thương vợ nhiều hơn nè, hoặc là làm sao để mà cuộc sống gia đình của mình được đầm ấm hơn, ví dụ là như vậy. Đó là biết, thích rồi tin, là cái mức độ tin đây là ở cái mức độ mà chúng ta mới có chia sẻ những cái vấn đề khách hàng mới có họ quan tâm thôi. Ở mức độ tiếp theo để khách hàng tin mình, đó là chúng ta thường xuyên đăng những cái bài mà liên quan đến vấn đề của khách hàng á. Ví dụ như những bạn nào mà bán những sản phẩm liên quan đến sức khỏe, thì các bạn hãy đăng những cái bài như là làm sao những người mà họ mất ngủ á, thì chúng ta phải đăng những cái bài mà làm sao để cho hết mất ngủ nè. Chúng ta đăng những cái bài mà liên quan làm sao để, hoặc là những bạn nào mà bán những sản phẩm liên quan đến làm đẹp, thì những bạn nào mà có mụn hoặc có nám thì chúng ta hãy để là làm sao để hết nám, làm sao để hết mụn, là ba bí quyết để giúp cho chúng ta hết nám, ba bí quyết để chúng ta hết mụn. Hoặc là những bạn nào bán về những cái thực phẩm cái dạng cho trẻ em á, những sản phẩm cho trẻ em về biếng ăn hoặc là táo bón để cải thiện tình trạng đó, thì chúng ta hãy đăng về cho cũng về trẻ em luôn, thì chúng ta nói là làm sao để con được lớn nhanh khỏe, không bị táo bón này kia, thì chúng ta nên làm cho là một chuyên gia về vấn đề đó, về cái cho khách hàng họ tin tưởng về mình, là chúng ta đăng thường xuyên, chia sẻ thường xuyên những cái vấn đề mà liên quan đến vấn đề của khách hàng. Đó là biết, thích, tin. Đó là tới tin, cái mức mà người ta tin mình, là mình là một chuyên gia về cái lĩnh vực đó. Và làm sao để khách hàng tin rồi thì làm sao để khách hàng mua mình, thì ở đây chúng ta đăng những cái bài trực tiếp vào đó luôn, nhưng mà ở cái mức mà chúng ta dẫn dắt khách hàng, làm sao mà khách hàng cảm giác rằng là đặt vào là khách hàng là không cảm giác là mình là người bán hàng trực tiếp. Bởi vì chúng ta hãy đăng những cái bước mà ví dụ như những cái bước về chăm sóc sắc đẹp đi, về lĩnh vực làm đẹp, thì chúng ta làm cho hết nám, thì chúng ta để là có 4 phương pháp để trị nám tận gốc tại nhà. Thì chúng ta liệt kê, thứ nhất là chúng ta thường hay đeo kính khi ra ngoài, thứ hai là chúng ta thường mang những cái chúng ta thường hay chống nắng nè, dùng kem chống nắng, và thứ ba nữa là chúng ta phải
mặc những cái đồ bảo hộ này kia, và chúng thứ tư là chúng ta thường phải kết hợp với sản phẩm của mình, hoặc là chúng ta các bước ABC tiếp theo nữa là chúng ta giới thiệu sản phẩm của mình, thì chúng ta dẫn dắt cho khách hàng làm sao mà họ cảm giác rằng là đập vào mắt họ, thì chúng ta không phải là cái người mà bán hàng trực tiếp, mà họ sẽ dễ dàng gián tiếp đó, thì họ sẽ dễ dàng tiếp cận với cái sản phẩm của mình hơn. Đó là cái cách mà chúng ta dễ dàng là làm cho khách hàng mua, bởi vì các cái đó thì sẽ dễ dàng hơn. Tiếp theo nữa là biết thích tin là khách hàng mua. Để khách hàng mua thì chúng ta còn có nhiều cách nữa, là các bạn đừng vội vàng, mà chúng ta khi mà khách hàng hỏi thì chúng ta cũng đừng có vội vàng, mà chúng ta gọi là chốt sale, thì chúng ta phải hỏi ra những cái vấn đề của khách hàng để cho họ dễ dàng nói về cái vấn đề của họ. Khi mà họ nói về vấn đề của họ thì họ sẽ chạm đến cái nỗi đau của mình nhiều hơn, khi đó thì họ cũng sẽ dễ dàng mua hơn. Là biết thích tin mua, và họ khi là họ đã mua rồi á, thì các bạn làm sao mà để cho cái khách hàng đó họ mua lại nhiều lần. Cái cách mà chúng ta để khách hàng mua lại nhiều lần á, thì chúng ta phải chăm sóc khách hàng. Cái vấn đề cái bước mà chăm sóc khách hàng rất là quan trọng, bởi vì khi mà chúng ta tìm một khách hàng mới nó khó hơn là khi chúng ta chăm sóc một khách hàng cũ mà họ để họ quay lại mua sản phẩm của chúng ta. Thì các bạn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm khách hàng nè, tới ngày sinh nhật của khách hàng thì các bạn có thể là các bạn nhắn chúc mừng sinh nhật khách hàng, hoặc là đến một dịp nào đó, ví dụ như là lễ 8 tháng 3 hay là 20 tháng 10, những ngày lễ nào là của phụ nữ, nếu mà chúng ta bán hàng về phụ nữ thì chúng ta hãy đăng lên những cái bài mà chúng ta chi ăn, hoặc là chúng ta tặng quà hay là khuyến mãi gì đó, thì chúng ta cũng kích thích cái lượng khách hàng cũ họ sẽ quay lại mua hàng của chúng ta. Đó là 5 bước mà để cho các bạn là bán được nhiều hàng trên Facebook. Nếu mà bạn nào quan tâm đến cái vấn đề là những cái kiến thức về kinh doanh online thì các bạn hãy đăng ký cái kênh của Ngoan, để Ngoan chia sẻ rất là nhiều cái video về cái kinh doanh online nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.